quý vị, những ngày gần đây, dư luận xuất hiện một số thông tin cho rằng, sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, Bộ Công an sẽ xử lý tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Chiều 25 tháng 10 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thông tin này hoàn toàn là bịa đặt. Bộ Công an sẽ xác minh, điều tra và xử lý nghiêm những người đưa tin thất thiệt. Theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Sô, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý một số vụ án sai phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, như vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Quyết định khởi tố các vụ án này do các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can hoàn toàn không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Việc xử lý nhằm góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường tài chính, ngân hàng hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, các thế lực thù địch, phần tử xấu đã lợi dụng việc Bộ Công an xử lý một số vụ án như vừa nêu để đăng tải, phát tán nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ, mục đích nhằm gây hoang mang dư luận, gây rối loạn, mất an ninh, an toàn thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích, hoạt động bình thường của người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, nhất là thông tin cho rằng Bộ Công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế lớn. Bộ Công an khẳng định đây là thông tin giả, thông tin thất thiệt, sai sự thật. Bộ Công an đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức đơn vị có liên quan. Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.